cho đây khác. Thôi, đại ca về. Thằng đó đâu? Uống nào đại ca. Lo công chuyện của mày đi. Nè, mới vừa từ sân bay về, hành lý quá trời. Tôi xách hết cái đống này vô cho anh hả? Nè, tụi bay không nghe chị tụi bay nói gì hả? Đại ca về rồi phải lập tức trừng phạt cái tụi Minh Long. Từ lúc đại ca đi tụi nó lộng hành dữ lắm á. Tụi bay có thôi đi không? Anh chị mới vừa về tới nhà, đói bụng, chưa kịp ăn gì hết, chưa kịp nghỉ ngơi. Bộ tụi bay không muốn chị thở hay gì? Nè, tụi bay không nghe chị tụi bay nói gì hả? Mau đưa chị tụi bay vô nhà, cho ăn uống nghỉ ngơi đi. Vậy dạ, em mời chị vô. Em, anh đi chút nha. Chút xíu anh về liền, anh đi công việc chút. Nè. Cái thằng cha này, về đây đi, biết tay tôi. Đi vô. Làm việc tốt nha. Giỏi quá ha, hay quá à. Mới về tới Sài Gòn rồi tụ tập bạn bè, riết ở trong nhà này không có coi tôi ra gì hết trơn á. Đi chồng, lên trên đây em thưởng cho chồng nha. Ơi, anh về rồi nè. Tụi Minh. Giờ sao đây? Trời ơi. Mẹ ơi. Thiệt luôn á em. Ôi, chết mẹ rồi, ngủ ngoài rồi. Minh ơi, anh không muốn ngủ ở ngoài đâu em. Mở cửa đi em. Đường đường là một đại ca, bây giờ phải ngủ ở ngoài gì? Đường đường là một đại ca mà phải ở đây rửa chén. Không biết nằm ở đâu. Alo. Gì? Tối nay hả? Ở đâu? Ok, để tôi gọi cho bảo an. Ai gọi anh và chồng yêu? Đại bàng gọi. Đại bàng gọi hả? Ừ. Đại bàng nói là có việc gấp lắm cho nên anh phải đi đó. Ồ, việc gấp lắm hả? Ừ. Anh rửa chén chưa? Anh rửa xong rồi nè. Vậy anh giặt đồ chưa? Anh quét nhà chưa? Anh chùi toilet chưa? Chưa đúng không? Nè, Tội Minh, lúc cưới em về á, em nói công việc nhà em làm hết mà. Ủa? Vậy sao lúc cưới em về anh nói với em là anh không có đi chơi với bạn bè tụ tập gái gú uống rượu mà? Thì anh có gái gú đâu. Thôi, bây giờ về nè, anh đi đâu em cũng không có cấm hết trơn á. Nhưng mà việc nhà phải làm xong cho em nghe chưa? Anh biết rồi. Vậy mới ngoan, cục cưng của em. Alo, Bảo An hả? Ừ, tối nay ở quán karaoke cũ có ngựa chiến. Ok. Cái tên này không bắt tại trần là không bao giờ sợ, lại có cả tên Bảo An, cái tên hư thần mất nết này, phải cho hắn một bài học mới được. Wow. Chồng yêu, sao anh đi chơi anh không rủ em vậy? Anh không thương em hả? Vì về nhà em muốn thế nào cũng được, ở đây cho anh một chút xíu thể diện đi được không em? Trời, mình à, em không có đùa đùa với súng được đâu em.
mau bỏ ra đi em. Tại sao anh nói với em anh đi với đại bàng mà đại bàng son phấn chân dài dữ vậy anh? Tại Minh nè. Ngồi im. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em không có đùa, em cũng không cần lời xin lỗi của anh. Từ giờ về sau chồng đi đâu nhớ đưa em theo là được, không nói xạo em nữa. Anh thề từ nay về sau đi đâu anh cũng sẽ mang em theo, tuyệt đối sẽ không nói xạo em nữa. Mau lấy súng ra đi em. Ngoan á cục cưng. Đào buông ra coi. Tội Minh, em lại gây chuyện nữa rồi. Cái con heo chết bầm này, anh có nói với em là hai người đó chia tay đâu biết. Từ đó tới bây giờ chuyện bạn bè của anh có bao giờ em hỏi tới đâu. Ê, mà Bảo An với Mai chia tay thiệt hả? Đúng là Mai về sinh con, còn sự thể bên trong thế nào anh cũng không biết nữa. Mà thôi, chuyện của người ta em quan tâm làm gì, bỏ qua đi. Ờ, chuyện người ta quan tâm chi đúng không? Ừ. Vậy quan tâm chuyện của mình nha. Sao chồng, anh ôm gái thì sao? Cảm giác sướng lắm đúng không? Đi về đây, đi về đây với em. Em cho anh sướng hơn. Tới rồi hả? Vô làm vậy đi. Phải không? Ủa, bạn là An Đình đúng không? Dạ. Yeah. Mình là Tuệ Minh. Xin lỗi bạn lần trước nha. Cái đó chỉ là hiểu lầm thôi à. Anh tưởng người em cần xin lỗi phải là anh mới đúng chứ. Cái đó để chồng em quyết định. Thôi, mình dẫn bạn đi qua gặp mấy người bạn mới nha. Đi, đừng có đứng với mấy người đàn ông này chán lắm. Ê, có khi nào hai cô gái đó mối sau này yêu nhau luôn mày? Lúc đó tao sẽ hy sinh đời trai của tao yêu mày. Phát ứng. Đi, qua đây. Bà nội nhỏ của tôi ơi, bà lại nghe chuyện gì nữa rồi. Cái gì đây? Ê, cái này là đám con linh trong toilet nó đánh nha, không phải tôi à. Tụi bay, tắt nhạc, đóng cửa lại, rồi lắm có đinh đi cho tao. An Đình, đừng có nói với anh là một mình em đánh tụi nó ra nông nổi này nha. Tại tụi nó đánh em trước chứ bộ. Cô An gan hùm không? Hết chuyện rồi, dám đụng đến người phụ nữ của tôi. Cô ta sỉ nhục em đó. Cô ta nói là anh đá em, nói em là không còn quyến rũ để giữ chân anh. Cô ta nói đúng mà. Sự thật là như vậy mà. Anh nghĩ sao anh quen nó vậy? Anh đúng là hết thời rồi. Quen nhỏ nào cũng đưa lên giường cho được. Kha, cho người lột hết đồ của đám này, quăng xuống hồ bơi cho mọi người rửa mắt. Bảo An, hay là tha cho họ đi. Dù gì thì tôi cũng có đánh trả rồi. Tha hả? Cô thấy thái độ của cô ta không? Nếu như không dạy cho cô ta một bài học, chuyện này nhất định sẽ lặp lại một lần nữa. Mày có nghe tao nói không? Tụi bay không nghe anh nói gì hả? Bảo An em xin lỗi. Mày em lạy anh đó. Bảo An em xin lỗi mà. Buông ra. Bảo An. Bảo An. Em đợi đi. Xin dùng tôi đi, tôi xin lỗi nha. Thôi bố tôi không nhận nhận ở đâu, tôi xin lỗi bà nha. Bảo An, tôi như là tôi năng nỉ ha. Tôi năng nỉ anh đó. Bảo An, em xin lỗi mà. Đừng có làm như vậy mà. Em xin lỗi Bảo An. Em xin lỗi. An Đình, em xin lỗi mà. An Đình, xin giùm tôi đi. Bảo An. Đề ca, chị có tiếp tục không? Hôm nay sinh nhật của anh mà. Nếu mà không trừng phạt tụi này á, thì còn ai có anh ra gì nữa. Khỏi cần lột đồ, quăng tụi nó xuống hồ bơi. Khi nào tàn tiệc thì mới đem lên. Nè, đợi tàn tiệc tới sáng đó, kỳ đó mà nha. Anh như vậy là nhân từ hơn Bảo An rồi đó, đúng không? Quăng.
Trời, nè Minh Kha, cái gì vậy? Nhậu nhẹt sao mà nằm đây bê bó vậy? Lên trên ngủ, để lên. Trời ơi, đổi con khác đi, con này xấu quá. Cái gì? Nói lại nghe coi. Ngon nghe tôi nói vậy hả? Xấu quá. Trời ơi, đã xấu mà còn hung dữ nữa, tôi bay. Hung dữ? Trời ơi, ôi, đau dạ mày. Bây giờ biết đau thì không đau, lên chết với tôi nè. Dạ lên, đi đây với tôi. Ê nhóc, múc súp cho anh mày coi. Hôm nay mày ăn gan hùm hả? Sáng nay tao mới chụp được vài tấm hình, đẹp lắm nha. Nhưng mà chưa suy nghĩ được caption. Hay là nhờ mọi người ở đây coi giùm, rồi suy nghĩ caption phụ ta. Đâu đâu đừng coi nhé. Mày lại nắm thóp gì nó hả? Có gì đâu, Bảo An đó giờ hâm mộ tao, nhưng mà chưa có dịp nhận tao làm đại ca thôi. Hả? Thiệt hả? Ủa đại ca thiệt hả? Mấy ông nội này làm gì lâu ghê á. Lấy ra rồi kìa. Ờ Kha, hôm qua tao lái xe từ thành phố ra rồi, mệt lắm, hôm nay mày lái nha. Ok. Lên xe. Đi em. Lên vợ. Trời ơi. Ủa? Cái gì? Cái mùi gì vậy hả? Ủa? Cái ông này mất nết ghê nơi luôn á. Ủa? Ủa? Thiệt tình. Sao? Ai à, với tôi mọi người. Không phải tôi. Bảo An, mày chơi tao phải không? Tự nhiên mày làm bậy cho đã rồi mày đã thừa cho bong bóng. Mà tôi cũng hên đó nha. Trên xe toàn là bạn bè không á. Lỡ có đàn em mày trên xe chắc là khỏi giác mặt ra đường luôn á. Mày được lắm, mày chơi anh mày phải không? Được lắm, đợi chút tao lấy điện thoại để tao đăng hình lên Facebook cho mày biết mặt. Ủa cái điện thoại tao đâu anh? Điện thoại mày đâu, tự nhiên mày hỏi tao, thằng này xàm à. Đi lên xe kiếm đi. Tao đâu rồi? Có chưa? Lẹ đi nè. Đợi đâu rồi, đợi thừa tao không? Bảo An, mày giấu điện thoại tao chắc chắn luôn, chắc chắn là mày luôn. Mày là người giấu điện thoại tao đó. Vô duyên tự nhiên đợi thừa tao, không biết gì đâu. Thôi được rồi, đi đi. Trời ơi, một xíu nữa mà nắng lên á là khỏi xuống biển luôn nha. Thôi đi. Đi mày. Đi. Được lắm, chọc chồng tôi hoài. Mày được lắm. Không biết trên xe còn mùi không ta? Ê Kha. Hả? Lâu lắm rồi á, tao với mày với thằng Di không có chụp chung với nhau tấm hình nào hết trơn á. Hôm nay sẵn tiện có ba đứa nào chụp hình không? Ok. Di, đi đây chụp hình với tao với Bảo An nè. Ờ, nhờ hai bạn chụp giùm anh em tụi tôi mấy tấm hình nha. Ok. Ê, quay lại đi. Đây rồi, cảnh này đẹp nè. Quay lưng lại. Ok. Ok. Lên anh em ơi. Anh bờ đi vệ sinh chút xíu nha. Đó. Điện thoại của mình sao lại ở đây? Cái gì? 30 cuộc gọi nhỡ. Tao nghe đây. Thằng nào hại đại ca? Tụi em cho người ra đánh chết mẹ nó. Ai hại tao? Mày nói cái gì? Thì hình đại ca đăng Facebook đó. Đại ca bị hack Facebook đúng không? Facebook? Bảo An, mày chết với tao! Chết mẹ rồi! À, mày!
Sáng mai tụi bay đi đường xa về lại Sài Gòn rồi, nên hôm nay uống ít thôi nha. Ừ, ít thôi. Không biết làm sao, hôm qua té ở đâu á. Hai bên má tao giờ đau quá trời luôn, tay chân bầm hết luôn nè. Chồng yêu, chồng suy nghĩ lại coi tối qua chồng có làm gì có lỗi với vợ không. Ủa vợ bộ hôm qua anh kêu nhầm tên ai hả? Ủa chồng, bộ chồng nhiều tên lắm hả? Nhiều em quá cho nên nhớ nhầm đúng không? Đau 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 rồi, không cơm nhiều của mình em à, đau quá đau em ơi. Tha cho anh, tha cho anh đi mà. Tối hôm qua tao cũng bất tỉnh nhân sự, hình như là trong đám chỉ có mình Bảo An là tỉnh thôi. Còn khí khô á, tao còn lật xuồng nữa, nói chi Bảo An. Tao say hay tỉnh, An Đình sẽ là người biết rõ. Ủa? Alo. Alo. Biết rõ. Em không biết gì đâu. Mày lúc nào cũng lâu lắc á, bắt anh em đứng đợi à. Đi ra đi ra đi ra. Ồ, là sao? Mày với lại Tự Minh bắt xe khác về Sài Gòn đi. Tao phải chở An Đình về quê rồi. Vậy nha, về Sài Gòn gặp. Hả? Ủa là sao? Em xin lỗi nha. Em chào hai anh em đi trước nha. Ủa gì? Ê, chuẩn bị xong rồi nè, đi. Lẹ lên. Đi. Ủa gọi xe đâu? Ê, xe. Thôi, để tao gọi xe cho hai tụi mày về Sài Gòn nè. Ê, alo. Đi đâu rồi? Rồi sao đóng đồ? Rồi không ai sát luôn. Mọi người. Ôi, Kha. Sao lại là mày? Cái thằng chết tiệt này. Anh em. Nói nghe nè, tao lỡ miệng nói với lại Mai á, là Tệ Minh yêu cầu Mai tới đây, nên nhiệm vụ của mày là bây giờ đi kiếm Tệ Minh, bịt miệng Tệ Minh lại, nói với Tệ Minh tuyệt đối không được nhắc gì đến An Đình. Nghe rõ chưa? Thà là mày kêu tao á đi cướp ngân hàng còn hơn á là mày kêu tao bịt miệng Tệ Minh lại. Kha, người phụ nữ của mình mà mình không bịt miệng được thì mày xưng danh giang hồ làm gì nữa? Sao lời nào rắc rối thì mày cũng đem tới cho tao hết vậy? Tao không cần biết mày làm cái gì. Hôm nay mai mà không vui tao sẽ hỏi tội mày. Ok. Hên cho mày đó, Tuệ Minh vừa mới nghe điện thoại của ai, lái xe đi đâu mất tiêu rồi. Đi rồi hả? Ừ. Tốt, đi đi. Tốt nhất là tàn tiệc hay vậy. Trời, mày nghĩ sao vậy? Sinh nhật của Tuệ Minh mà kêu tàn tiệc mới về. Rồi, Tuệ Minh vô rồi mọi người. Kha, bà là nhỏ của tôi ơi, bà lại cái chuyện nữa rồi. Bữa tiệc lớn quá ha Minh. Ê, tôi xin lỗi nha, tôi đâu biết là ông Bảo An không dẫn Mai theo đâu. Thiệt luôn á, tôi thề, tôi không biết thiệt á. Thề. Không sao đâu, mình đã hứa với nhau á là hôm nay chơi tẹt ga mà. Ừ, kệ bọn đàn ông đi, hai đứa mình chơi vui là được. Hợp lý luôn. Kệ tụi đàn ông đi, đi theo tôi dẫn đi chơi. Mà Minh, Minh nói gấp quá à. Đình cũng chưa có kịp chuẩn bị gì hết, mặc đồ thì không có giống ai hết. Chuyện nhỏ, đi theo tôi. Ngồi đó làm cái gì? Chạy đi giải quyết hậu quả đi. Sao số tôi xui dữ vậy trời. Em ra ngoài nói chuyện chút xíu coi. Tránh ra coi. Ở đây đi, anh muốn nói chuyện với em chút xíu. Hôm nay á, cánh đàn ông của mấy người xê ra chỗ khác nha. Tới Minh. Ủa,
Là sao ta? Hôm nay mình làm sai cái gì? Dạ ơi! Ê, đi, 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 đâu vậy? Trời ơi, chết mẹ rồi. Nguyên cái bàn thức ăn vậy. Làm sao đây? Bạn anh tốt vậy ha. Qua chơi cả đêm, bắt anh nhậu cả đêm. Sáng dậy bác em nấu đồ ăn cho ăn. Wow, tuyệt vời. Anh chỉ muốn bảo em nếm thử tài nghệ nấu ăn của em thôi mà. Ủa vậy hả? Vậy anh kêu cái tên chết bầm nó xuống ăn đi. Thôi Minh, một mình anh á vẫn có thể ăn hết mọi thức ăn này mà. Rồi bạn anh đâu? Kêu xuống đây. Nó một, nó hai, nó đi rồi. Tại sao vậy? Em nói với anh rồi, em ghét nhất là hai điều. Một là dậy sớm, hai là nấu ăn. Tại sao nguyên một buổi sáng ngày hôm nay anh bắt em làm hai công việc đó? Để lấy lòng bạn anh hả? Rồi bạn anh đâu? Tụi mình, một mình anh vẫn có thể ăn hết bàn thức ăn này mà. Wow, một mình chồng có thể ăn hết đám thức ăn này đó hả? Anh ăn cho em coi nha. Ăn cho hết nha. Hết mới nói chuyện với em, còn hết đừng nói. À, anh biết rồi. Em đi đâu vậy? Đi ngủ. Bảo An, thù này tao không trả. Tao không phải là Minh Kha. Trời ơi. Đại ca, cái này là anh bảo an cho người đem tới và nhắn là không tới được sẽ bị phạt sao? Thôi, người ta đã có lòng, người ta không tới, người ta đã gửi quà rồi. Để mở quà ra coi thử có cái gì trong đây vậy? Đúng rồi đó, mở thử đi, coi nó thành tâm được bao nhiêu. Ờ. Hả? Đây. Để anh. Em không ngờ là bạn anh biến thái gì luôn á, nghĩ sao tặng anh mấy cái quần gì vậy? Tao không ngờ luôn á Kha. Mày đường đường là một đại ca xã hội đen mà lại thích mặc kiểu quần này hả? Kha ơi là Kha. Cái này mà đồn ra ngoài á là mày khỏi ra đường luôn nha con. Dạ. Yeah. Mày đi kiếm thằng bảo an gì đây cho tao. Bắt nó bận cái quần này. Chạy bộ 3 vòng phố đi bộ. Nghe không? Dạ. Tại Minh, vụ gì? Em định vị xem bảo an đang ở đâu. Mệt, không có rảnh. Đi mà, năn nỉ em đó. Sao anh cứ làm cái trò con nít không vậy? Anh tức nó lắm. Sinh nhật của anh mà nó dám làm cho anh quê chứ cái đám bạn của anh. Xin em đó, năn nỉ mà. Sao rồi? Sao rồi em? Ủa? Sao kỳ vậy ta? Sao kỳ? Rõ ràng là cái tên này đang trong khu nhà mình mà ta. Mày tới số ràng. Mày, cái thằng chết bầm này, hôm nay mày làm tao quê lắm, biết không hả? Sao mày không trả lời? Mày tới đây nạp mạng đúng không? Kha, hôm nay tao gặp lại An Đình. Rồi sao? Rồi An Đình kêu mày tặng tao cái quần đó đó hả? Tao tặng quà cho mày. Tao tưởng mày với Tụi Minh sẽ về phòng đóng cửa tắt đèn rồi mới khui quà. Đâu ngờ mày ham hố, mày khui trước bạn dân thiên hạ làm gì? Hôm nay mày gặp lại An Đình đúng không? Gặp đâu vậy? Hay vô nhà đi. Anh em mình uống vài ly rồi nói chuyện tiếp. Kha.
làm cách nào để biến ai đó trở thành người phụ nữ của mình. Bắt cóc cô ấy rồi ném lên trên giường. Mẹ kiếp, đầu óc mày còn cái gì trong sáng hơn không? Cách này tuy trong tối nhưng mà hữu hiệu lắm. Mày thấy Tề Minh không? Ngày xưa cứng đầu biết bao nhiêu, bây giờ ngoan ngoãn quá trời rồi. Ngoan chỗ nào? Sao tao không biết? Trên giường làm sao mày biết được? Nhưng mà cái tao cần là tình yêu chứ không phải thể xác. Nè, tao nói thiệt với mày nha, yêu hay không á, chỉ con giường mới biết thôi. Mệt quá. Chuyện với mày cũng như không. Thôi, dẹp cái chuyện qua bên đi. Hôm nay sinh nhật của tao mà, uống cạn đi. Bảo An, tới lúc trả thù mày rồi.